Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022, từ một khách sạn ở phố cổ, thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam. Thưa quý vị, từ khi mà cuộc chiến giữa nước Nga tấn công vào Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, nó đã ảnh hưởng đến tôn giáo giữa Thiên Chúa Giáo Roma và Thiên Chúa Giáo Chính Thống Đông Phương. Đức Thượng Phụ Giáo Chủ của Chính Thống Đông Phương ở Nga là Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirin đã cho rằng cuộc chiến mà Nga khởi xướng là một cuộc chiến để bảo vệ tổ quốc của nước Nga. Và như thế là có sự khác biệt với Đức Giáo Hoàng Francis đệ nhất của Roma. Đức giáo hoàng Francis thứ nhất của Roma đã nói với Đức thượng phụ giáo chủ Kirin ở Moscow rằng Thưa Ngài Giáo Chủ, Ngài đừng trở thành là một người giúp lễ cho ông Putin. Hai bên có lời qua tiếng lại cũng khá nặng với nhau. Đức Giáo Hoàng đã cho rằng cuộc chiến mà ông Putin tấn công vào Ukraine không phải là một cuộc chiến để bảo vệ tổ quốc của nước Nga trước đây. Đức Giáo Hoàng cho rằng đó là một cuộc chiến fratricide, tức là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa người Ukraine và người Nga. Chính vì điểm này thì Đức Giáo Hoàng lại đi giữa hai làng đạn. Tổng thống Zelensky của nước Ukraine và những người ở Ukraine cho rằng đức giáo hoàng francis đệ nhất không hiểu gì về cuộc chiến và cho rằng là nước nga mới là kẻ xâm lăng và đức giáo hoàng lại đứng về phía của nga họ chỉ trích đức giáo hoàng một cách rất là kịch liệt thưa quý vị nhưng cách đây hai hôm hôm thứ tư ngày mùng bốn tháng 5, đức giáo hoàng lại có một quan điểm phải nói rằng là như một quả bom nổ trên thế giới khi đức giáo hoàng gọi cuộc chiến ở ukraine với nga mà cho rằng có thể nato đã khiêu khích có thể nato đã khiêu khích uh, nước nga đức giáo hoàng nói khi mà mở cửa ở tại uh, cửa sổ ở tại công trường thánh Phaero, đức giáo hoàng nó nói rằng là Chứ, uh, The blocking of NATO at the door of Russia might have provoked Russia. Như vậy là Đức Giáo Hoàng cho rằng là việc mà NATO sủa, Đức Giáo Hoàng dùng cái danh từ kênh là sủa, sủa ở ngay cửa của nước Nga đã có thể là một sự khiêu khích đối với nước Nga. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng là Đức Giáo Hoàng không biết rằng là việc mà yểm trợ về quân cụ cho nước Ukraine có phải là một chuyện cần thiết nữa hay không? trong khi đó thì Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng là chứ Đức Kêu Giáo Hoàng kêu gọi nước Nga đừng có đối xử tàn bạo với những người dân Ukraine và những người lính Ukraine. Đức Giáo Hoàng cũng vẫn chỉ trích giáo chủ của Chính thống giáo Đông Phương là thường phụ giáo chủ Kirin nói rằng là hãy cố gắng lên, đừng có mà đổ dầu thêm lửa. Thưa quý vị, như vậy là đây là một quan điểm mới của Đức Giáo Hoàng là có thể chính NATO đã khiêu khích nước Nga, chứ không phải là nước Nga tự nhiên tấn công vào Ukraine. Điều này thì thưa quý vị, những người ở nước Nga rất là hoan nghênh cho một cái nhìn khách quan của Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất. Vì Đức Giáo Hoàng hiểu được tâm tư và nguyện vọng của người dân Nga không phải là muốn chiếm, đánh lấy, tấn công hoặc là xâm lăng nước Ukraine. Vì nước Nga không cần có những tài nguyên ở Ukraine. Nước Nga chỉ cần có sự trung lập của Ukraine để bảo vệ được tổ quốc của nước Nga. Nếu mà như vậy đó thì Giữa chính thống giáo Đông Phương, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirin và Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất không còn cách xa bao nhiêu nữa. Nhưng mà như vậy Đức Giáo Hoàng lại càng xa rời Ukraine. Xa rời Ukraine. Trước đây Đức Giáo Hoàng đã gọi cuộc chiến ở tại nơi đó là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn fratricide. Nhưng nay Đức Giáo Hoàng lại nghiêng hẳn về phía nước Nga khi cho rằng NATO có thể đã khiêu khích nước Nga. Bài viết của bên tờ báo Wall Street Journal của nước Mỹ, thưa quý vị, vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 2022, cho thấy rằng là Đức Giáo Hoàng có một góc nhìn khách quan hơn đối với nước Nga. Khi mà họ dịch những lời Ngài nói bằng tiếng Anh như sau. We don't want to go with anyone. Russia has never attacked anyone đó là lời của đức thượng phụ giáo chủ kirin thưa lại với đức giáo hoàng chúng tôi không muốn có chiến tranh với người nào hết nước nga chưa bao giờ tấn công người nào hết à. và thượng phụ giáo chủ kirin cũng nói với đức giáo hoàng như sau It's amazing that a great and powerful country never attacked anyone it only defended its border thật là ngạc nhiên và rất là cao cả cho một quốc gia rất là hùng mạnh, chưa bao giờ tấn công người nào hết. Họ chỉ, tức họ là nước Nga, chỉ có bảo vệ biên giới của họ. Cho nên là câu nói đó đã thưa lại với Đức Giáo Hoàng thì Đức Giáo Hoàng cảm thấy rằng là phải có một giải quyết như thế nào thì Đức Giáo Hoàng nói rằng là ở nước Ukraine thì họ nói khác, họ nói đó là một sự mâu thuẫn nhưng tôi tôi nghĩ rằng là tôi sẵn sàng đi qua gặp ông Putin để giải quyết vấn đề này, ngài sẵn sàng gặp ông Putin để giải quyết vấn đề này, thưa quý vị như vậy là Đức giáo hoàng Francis đệ nhất nay đã có một quan điểm khá khách quan hơn, trung thực hơn về cuộc chiến ở Ukraine. Nếu Đức giáo hoàng là một lãnh đạo của một tôn giáo lớn hơn tỷ dân mà đã có ánh nhìn như vậy thì chắc chắn Liên Âu và nước Mỹ cũng phải đánh giá lại để có một sự đối thoại thành thật hơn chứ không phải là đối thoại qua sự lương lẹo mà trước đây nhiều người cứ nói rằng là nước Nga là người xâm lăng nước Ukraine nhưng trong thực tế nước Nga đã gửi đi rất nhiều tín hiệu để có một cuộc đối thoại bình đẳng và mong rằng nước Ukraine phải trung lập nhưng mà nước Ukraine không chịu. Nước Ukraine sẵn sàng làm con cờ là con tốt của khối NATO của Mỹ để gây chiến chứ không phải là nước Nga gây chiến trước. Nước Nga đã gửi một hồ sơ 8 điểm vào trung tuần tháng 12 năm 2021 để nước Mỹ và Liên Âu cân nhắc thật kỹ lưỡng kéo không phải lãnh nhận một cuộc hậu quả mà nước nga phải bảo vệ biên giới của nước nga. Khi ấy đức giáo hoàng francis đệ nhất vẫn có cái quan điểm bên vực cho nato bên vực cho liên âu và bên vực cho nước mỹ. Nhưng bây giờ qua những đối thoại với đức giáo chủ kirin thượng phụ giáo chủ kirin ở bên chính thống giáo đông phương đức giáo hoàng đã phải nhẹ nhàng hơn. Từ cuộc chiến ở ukraine nó lớn sang sự căng thẳng của tôn giáo hai tôn giáo lớn xuất thân từ xuất phát từ Đức Giêsu Kitô đã bị phân đôi năm 1054 không thể nào tiếp tục bị phân đôi nên Đức Giáo Hoàng cũng đã phải nhượng bộ đối với Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Kirin ở tại Moscow. Đó là một điều tốt vô cùng thưa quý vị. Phải có sự đối thoại cân bằng mà những người người ta nói như Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất chỉ là một lãnh đạo tinh thần nhưng có tiếng nói rất là trọng lượng ảnh hưởng của đức giáo hoàng francis đệ nhất là trên hơn một tỷ dân trên toàn cầu không thể dễ dàng mà coi thường được nên đây cũng là một tin vui để sao để mỹ và nato cũng như cả ukraine ngồi xuống đối thoại với nước nga trong sự bình đẳng và tìm ra một giải pháp thực sự nếu đức giáo hoàng đã ngỏ lời như thế tức là đức giáo hoàng sẵn sàng làm trung gian để giải hòa giữa ukraine và nước nga cũng như giữa nato và nga và mỹ và nga thì tôi nghĩ đây là một cuộc giải hòa rất tốt tôi mong nó sẽ trở thành hiện thực vì đức giáo hoàng Dầu là lãnh đạo của một tôn giáo lớn, nhưng Vatican cũng là một quốc gia, một quốc gia giàu ít dân nhưng có thể có uy tín cả trên chính trường quốc tế để đứng ra giải hòa một xung đột lớn như thế. Nói là một tôn giáo nhưng Vatican cũng là một cơ chế chính trị rất là sâu thưa quý vị. Thì tôi nghĩ rằng nếu Đức Giáo Hoàng đã mở lời như vậy, thì Mỹ, thứ nhất là Mỹ, Mỹ nên cân nhắc kỹ và nhất là tổng thống Joe Biden nên cân nhắc nhận lời rồi đến nước Anh là thủ tướng Boris Johnson cùng với nước Pháp ông tổng thống Emmanuel Macron nên cân nhắc thật kỹ rồi đến phiên ông tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Đó là những những vị tướng ở trên sa trường bây giờ cần phải có đối thoại và nước Nga Tổng thống Vladimir Putin cũng như là những người thân cận của ông sẵn sàng có sự tương tác nếu nếu họ đã nói rất là rõ ràng là phải tôn trọng nước Nga. À, những điểm mà Nga đã nêu lên thì phải tôn trọng, chứ không thể nào nói rằng là vô bàn hội nghị mà khở, cứ đi cái nước cũ thì chắc không được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đợi trong những ngày tháng tới nước cờ giảng hòa mà Đức Giáo Hoàng Francis Đệ Nhất đề nghị xem thử có thành công hay không. Và Đức Giáo Hoàng như vậy cũng đã bày tỏ là Đức Giáo Hoàng hiểu được cuộc chiến mà Nga khởi động là để bảo vệ tổ quốc của nước Nga khi gọi NATO sủa, dùng những từ sủa, barking at the door, tức là sủa cái cửa trước cửa nhà của nước Nga, thì nga phản ứng như vậy thì chắc cũng không có gì lạ nếu mà đã nói như vậy nó đầy đủ hết rồi thì chính câu nói đó đã xoa dịu được sự căng thẳng giữa thiên chúa giáo tây phương và thiên chúa giáo đông phương đức thượng phụ giáo chủ khi linh cảm thấy mát ruột hơn nên mới thưa chuyện lại với đức giáo hoàng trong một sự thông cảm và hiểu nhau hơn như vậy là một dấu hiệu rất tốt. Hy vọng rằng là xung đột giữa Ukraine và Nga nó không còn là một xung đột giữa tôn giáo và tôn giáo và hy vọng chính các tôn giáo đứng ra giảng hòa chuyện này thì có kết quả hơn. Đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.